Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Năm 25 tuổi, Tuấn Còn đã dùng hàng nóng khử thắng chập, một đại ca khét tiếng Nam Định, cho thấy được bản lĩnh của Tuấn Còn như thế nào. Bởi thế lực của thắng chập lúc đó tại Sài Gòn đến ông Trùm Nam Cam còn ngại. Đương nhiên, để tạo nên tên tuổi của mình, dưới chứng Tuấn Còn có rất nhiều đàn em mà đa số phải nói là sát thủ. Trong video này, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm danh những đàn em khét tiếng khát máu của đại ca Tuấn Còn. 1. Tú Sủi. Tên thật là Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1982, trú tại số 2, phố Hàm Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Được biết Tú Sủi sinh ra trong một gia đình khá là giàu có, khi ông bà trước đó làm nghề buôn vàng cực kỳ có tiếng. Tuy nhiên, với bản tính ngang tàn của mình, Tú Sủi đã gia nhập giới xã hội đen ngay từ nhỏ và trở thành đệ tử thân tín của Tuấn Con. Tú sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, học hết lớp 9 thì bỏ học, bắt đầu đi vào con đường tội lỗi. Trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2002, Tú đã kịp ghi danh trong giới giang hồ bằng hai tiền sự và ba tiền án. Khoảng năm 2000, Tú vào thành phố Hồ Chí Minh và quen biết với Nguyễn Anh Tuấn tại đây. Trong hàng loạt vụ án nghiêm trọng của nhóm tội phạm này tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng phạm đều sử dụng khẩu K54 trong vòng chưa đầy 9 tháng này. Nguyễn Ngọc Tú cùng các đồng phạm bị cơ quan bảo vệ pháp luật truy tố về hành vi chém người ở phố Hàng Dươi và lừa đảo chiếm đoạt xe SH ở phố Tạ Hiện và đặc biệt là vụ nổ hàng nóng trên đường Lê Duẩn để dàn mặt một đối tượng buôn hàng cấm là Phạm Minh Thắng. Khẩu ca K54 ấy trong vòng 2 năm đã lần lượt qua tay Tú Sủi, Hùng Ngoạn, Nghiệp Nhã đi gây án trước khi giao lại cho Tuấn Con tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2001 tháng 3 năm 2002 do mâu thuẫn trong việc mua thuốc của Phạm Minh Thắng sinh năm 1975 trú tại ngõ Lương Sử A, quận Đống Đa, Nguyễn Ngọc Tú tức Tú Sủi cùng đồng bọn đã vác dao tới phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, dùng dao chém liên tiếp tới 10 nhát vào người Phạm Minh Thắng khi Thắng đang ngủ với một cô bạn gái. Trong vụ án này, Phạm Minh Thắng chỉ thoát chết khi cô gái nằm bên cạnh tỉnh giấc lớn tiếng hồ hoán khiến Tú Sủi và đồng bọn phải bỏ chạy. Phạm Minh Thắng sau khi được cấp cứu tại bệnh viện đã cùng một số đối tượng tìm túi sủi đánh trả thù. Đêm ngày 1 tháng 5 năm 2002, trong khi đang đi trên đường Lê Duẩn cùng Tú Sủi, Nguyễn Anh Tuấn đã rút điện thoại, gọi cho Phạm Minh Thắng và rút K54 ra bắn một phát giàn mặt. Nên sau đó Phạm Minh Thắng đã viết đơn từ chối đi giám định thương tật và đề nghị không truy tố trách nhiệm hình sự những người có hành vi cố ý gây thương tích cho mình. Sau khi Nguyễn Anh Tuấn bị bắt, Khẩu k 54 đã được nhóm tội phạm chuyển tay, đưa đi cất giấu ở nhiều nơi. Với các tội danh bị truy tố, Nguyễn Ngọc Tú lĩnh án 5 năm 10 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt của bản án trước, Tú phải chịu án 22 năm 4 tháng tù giam. Được biết thì hiện tại Tú sủi đã ra tù. 2. Quang gà. Lê Anh Quang, Đức Quang gà, sinh năm 1975, thường trú tập thể trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cuộc đời của Quang gà rẽ từ con đường lương thiện sang tù tội bởi tác nhân là Tuấn con. Do từ nhỏ đã học và cùng chơi thân với nhau nên về sau dù Tuấn con trở thành một tên côn đồ hung hãn khét tiếng miền Bắc, nhưng Quang gà vẫn giữ mối thâm tình với một người bạn ruột từ tấm bé. Năm 1998, Tuấn con tham gia vào một vụ giết người, cướp tài sản tại Hà Nội nên phải bỏ lại ba cô vợ, tìm đường vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đất Sài Thành, Tuấn nhanh chóng bắt sóng với Quang. Khi đó Quang đã có công việc ổn định tại một ngân hàng có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, thay vì tránh voi thì Quang lại mừng rỡ khi gặp bạn cũ, rồi cả hai xoắn suýt không rời nhau nơi đất khách. Hầu như đi đâu, gặp ai, Tuấn còn đều rủ Quang đi cùng. Được biết chính Quang Gà là người đã chở Tuấn còn trong phi vụ chém và bắn hai phát vào người thắng chập. Sau này cũng chính Quang chở Tuấn tiếp cận anh Huỳnh Ngọc Tài và Nguyễn Kim Long tại địa chỉ số 10 Cao Thắng, thành phố Hồ Chí Minh bị anh tài chống trả, Tuấn đã dùng khẩu chó lửa gây án lần trước bắn một phát, cướp đi 267 triệu đồng. Sau lần này Quang nhận tiền công là 45 triệu đồng và nhất quyết không đi cùng Tuấn nữa. Nhưng tất cả đã quá muộn bởi sau phi vụ này, băng nhóm của Tuấn đã bị truy nã giáo giết. Cũng như đồng bọn, Quang đã phải trốn chui trốn lủi khắp Hà Nội, Hải Phòng, Tây Nguyên. Cuối cùng Quang quay lại Sài Gòn, sống bằng cái tên giả là Quỳnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Quang thuê một căn nhà nhỏ ở phường 12, quận Tân Bình với giá 400.000 đồng một tháng. Tại đây, Quang cùng một số đối tượng tổ chức đánh bài binh sập sám ăn tiền, nên ngày 17 tháng 6 năm 2003, Công an quận Tân Bình đã bắt được Quang khi đột kích ổ cờ bạc này. Tháng 9 năm 2005, Quang bị toán tuyên phạt tù trung thân về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí trái phép và đánh bạc. Sau này, Quang gà thụ án tại trại giam Nam Hà và nghe đầu sắp được về ba Trung Con Cũng là một người em khá thân tín của Tuấn Con. Được biết Trung Con và Tuấn Con đều có quê gốc tại Hà Đông. Khi trở về Hà Nội, Tuấn Con đã rủ Trung Con cùng vào Sài Gòn để hoạt động. Chính tại đây, nhiệm vụ đầu tiên của Trung Con đó là tìm và chém thắng chập. Đầu tháng 9 năm 2000, biết Tâm Tàng có khẩu K54 và 8 viên đạn ánh bèn hỏi mượn giao cho Tuấn làm phương tiện gây án. Cũng khoảng thời gian này, được Hùng Ngoạn báo tin Trung Con, Hoàng Bắc từ Hà Tây vào Sài Gòn cai nghiện, Ánh Tuấn lập tức săn đón rủ cùng tham gia. Để lực lượng thêm hùng hậu, Tuấn lôi kéo thêm Hà Tranh, Tú Sủi, Quang Gà. Theo lệnh trà hình, bằng sát thủ quân thảo khu vực vườn lai nhiều lần nhưng không tìm được thắng chập. 21 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2000, Ánh Thiệp nhận được cú điện thoại của Lý Cai cho hay thắng chập xuất hiện ở ga Hòa Hưng, bèn báo cho Tuấn còn biết. Tuấn điều động Quang Gà, Trung Con, Tú Sủi mang theo chó lửa giao vay và giao chọc tiết lợn khẩn trương lên đường. Tới gà, chúng phát hiện thắng chập đi cùng mão mèo, một người một xe chạy về hướng quận Tân Bình. Cả bọn bám theo về đường Bình Giã. Tới một căn hộ mão vào gọi cửa, thắng đứng ngoài chờ. Không bỏ lỡ cơ hội, tú sủi chờ xe tới và chúng còn cầm dao phay chém liền hai nhát vào đầu. Cùng lúc đó quang gà lái xe áp sát, Tuấn còn rút chó lửa bắn thẳng hai phát vào người thắng. Bằng sát nhân, dồ ga tháo chạy, mão mèo đuổi theo, Tuấn con quay nòng chó lửa bắn tiếp hai phát, buộc anh ta phải dừng lại. Sau này chúng con còn gây ra nhiều vụ án khác, để rồi cuối cùng phải nhận mức án trung thần. Được biết Trung con thụ án tại trại giam Xuân Lộc Đồng Nai. Tuy nhiên, không biết do mâu thuẫn gì với các băng nhóm khác, Trung con đã bị đâm mù mắt trong trại giam. 4. Toàn sáu ngón Tên thật là Đỗ Công Toàn sinh năm 1982. Mẹ hắn vốn là một gái bán hoa, Vừa sinh con xong, cô ta đã phó mặc toàn, sống lay lắt với ông bà ngoại ở Quy Nhơn. Chính điều này đã khiến toàn sáu ngón dính vào tệ nạn từ khá sớm. Bởi khi tuổi đời còn khá trẻ, đã đi theo băng của Dũng Ruồi, đại ca số 1 Quy Nhơn lúc đó. Ngay sau khi gia nhập băng Tuấn Còn, toàn sáu ngón đã thực hiện một phi vụ khá đẫm máu, đó là thanh toán người khác theo đơn đặt hàng. Thông qua hai người bạn là Lâm Ngọc Hải, Hải Quán và Trần Anh Tuấn Tuấn Tiệp, Phong đã gặp và nhờ Trà Hình và Tuấn Còn tổ chức đánh giàn mặt Đặng Vũ Thắng. Sau khi thỏa thuận, phòng đã giới thiệu và hai lần đưa hải quán vào Thảo Cầm Viên gặp Lâm Bích Thủy, lần đầu để Thủy cung cấp ảnh, địa chỉ, biển số xe của anh Thắng, lần sau để nhận diện nạn nhân. Hôm đó anh Thắng không ở cơ quan nên hải quán đã không gặp được để nhìn rõ mặt. Dù vậy, anh Đặng Vũ Thắng vẫn không thể tránh được cái chết bởi hợp đồng tội ác đã được ký kết giữa một bên là những cán bộ nhà nước biến chất, thoái hóa và bên kia là những con quỷ đội lốt người. Liều lĩnh nhưng tình khôn, khi toàn sáu ngón xuất hiện, Tuấn còn quyết định giao luôn phi vụ thanh toán anh Đặng Vũ Thắng cho tên này, xem như cơ hội thử thách. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2001, Tuấn còn đưa anh Toàn đi uống cà phê với tên Lê Bá Long, Nguyễn Ngọc Thắng ở một quán đầu hẻm đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, gần nhà anh Đặng Vũ Thắng. Chỉ nhà xong, Tuấn con đưa ảnh anh Thắng cho Toàn nhận diện và bảo Mày chém nó cho tao Không thèm hỏi người trong ảnh là ai Có xích mích gì Cũng không đếm xỉa gì đến việc bản thân Đang là tên tội phạm chạy trốn lệnh truy nã Toàn sáu ngón đã nhận lời ngay Thản nhiên bảo Ừ để đó cho em 16 giờ 30 Anh Thắng từ cơ quan lái xe ra Tuấn con ra lệnh cho cả đám bám theo Đến ngã bà Nguyễn Du cách mạng tháng 8 Đặng Vũ Thắng giảm tốc độ Chuẩn bị quẹo xe Toàn liền nhảy xuống đuổi theo chém vào vai, lưng, hông anh Thắng. Chém đến nhát thứ ba thì giao rời. Toàn vội nhặt lên rồi nhảy lên xe vũ, gọi Tuấn con và Long bỏ chạy. Trong khi đó nạn nhân Đặng Vũ Thắng bị chém trọng thương, vẫn cố điều khiển xe máy chạy về nhà em vợ ở đường Lê Thị Diêng, cách đó 500m thì gục xuống. Được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, mất máu nhiều, anh Thắng đã chết lúc 20 giờ hôm đó. Cuối cùng, Toàn sau ngón phải chịu án tử. 5. Những đàn em trong trại giam Không chỉ có sát thủ ngoài đời, khi vào trại Nam Hà và làm mưa làm gió tại đây, Tuấn Con cũng quỳ tụ dưới chướng của mình rất nhiều đàn em máu mặt, bởi gần như toàn bộ giang hồ Hà Nội lúc đó đều quy về một mối là Tuấn Con. Trong trại, đàn em được Tuấn Con quý nhất chính là Bình Con, bởi tên này thuộc dạng tiểu yêu, trẻ tuổi, nên Tuấn cho làm em út của mình. Dưới chướng của Tuấn Con, Bình Con từ một gã không có số má trở nên rất giang hồ, khi thường xuyên cùng các chiến hữu khác vác gậy đi đánh những giang hồ đối nghịch với mình, trong đó có những giang hồ cực kỳ số má. Tô Tích khi thụ án tại trại Nam Hà cũng được Tuấn Con đón về và ăn chung quẫy, bởi Tuấn Con biết được số má tại Hải Phòng của Tô Tích là lớn như nào. Ngay cả đến Hạnh Nhật, đại ca đất nhà chàng cũng được Tuấn Con đón tiếp nồng hậu khi chuyển từ trại miền Nam ra. Ngoài ra Tuấn Con còn có hai người em trong trại là Tiến Chọc và Đồng Chất hai đàn em này gần như sát cánh với đại ca bởi khi tuấn còn đi đầu thì những người em này đều cầm gà chim đi theo để chơi cũng như để tránh các đối thủ của mình chơi lén trên đây là những đàn em nổi tiếng khát máu của đại ca tuấn còn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay hãy subscribe like và share ủng hộ ov đại bảng xin chào và hẹn gặp lại.